Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Bách à, cho em kiểm tra bài tập về nhà của chị mau. Bài gì đó? Hôm qua em đã giao bài tập về nhà cho chị rồi, chị làm chưa? Đúng hôm rồi. Hôm qua có giao bài tập ư? Đúng vậy. Hôm nay chị chưa làm ư? Rồi xong, chị chưa làm đúng không? Rồi, chị đâu biết. Lớp có học tập mèo đâu. Đây, vỗ cho cái mặt cái bà này một cái coi. Thì vậy, vậy chứ mèo làm chứ, đừng nói nhiều. Đi học mà làm biết, quánh chị nè, quánh chị nè, quánh chị nè. Quánh chị nè. Rồi xong luôn, em phạt cho chị không điểm. Chị đứng sai đây. Cái gì kỳ vậy hả? Ai mà quên vô đây nói chuyện với em nghe. Chị em lại không thay rồi đó. Ôi cái này nghe quen nhỉ. Đưa cái tay ra cho em thẻ cho bà. Ai sẽ là phụ huynh của chị Panda đây? Trời ơi. Các bạn thấy không? Panda đi học mà không chịu làm bài tập về nhà và đó là cái kết. Và hôm nay mình và cả team sẽ cùng nhau mở một cái trường học để mình trừng phạt những cái học sinh này giống như chị Panda. Hay quá, mở cái trường học để mình dạy duy nhất một mình chị Panda thôi. Vậy hả? Rồi xong dạy ở đâu á? Quên quên mọi người, quên 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 quên. Chị Panda cần phải đi học này. Không được, không được, đây là hành động bạo lực. Đúng rồi, là bạo lực. Chị Panda xuống văn phòng để cho văn phòng mà quên bác. Đúng, chị Panda yêu cầu chị Panda là kêu mấy bạn fan cho đi học phụ huynh nghe chưa? Nói vậy thôi chứ em giỡn chị Panda. Chứ hôm sao? Nay chúng ta sẽ đến đây mở trường học mà. Ồ, chứ không phải là không phải là vô đây để hành chị đâu chị Panda. Trời ơi, làm nãy giờ chị xin lẹ xin lét chứ không nói gì hết vậy. Mục đích chính để mở cái trường học này là dạy những trẻ em hư như chị trở nên ngoan ngoãn. Wow. Nè, bây giờ nè, nói nhiều quá, chúng ta sẽ cùng nhau chọn đội đi. Chọn mở trường đi. Học mà có chọn đội nữa nghe đỉnh không các bạn? Chọn đội là nghe sao? Hay vip 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 bro luôn. Bây giờ tôi biểu quyết là tôi là hiệu trưởng mới nha. Nếu mèo chọn mèo là hiệu trưởng không? Mèo sẽ là hiệu trưởng của ngôi trường màu xanh. Còn tôi sẽ là hiệu trưởng của ngôi trường màu đỏ. Ha, chưa gì mà thấy hai chúng ta coi như là tương tàn với nhau đó. Rồi, bây giờ nè, chị Panda hãy chọn theo ai? Màu đỏ là trường của em, màu xanh là trường của mèo. Vì cái quần của mèo nó có màu xanh, còn cái áo của em có màu đỏ. Vậy là màu đen, chọn đi chị Panda. Chị tự qua nhập mai cho chị là người làm chứng được coi. Không, chị phải chọn chị Panda thôi. Chị sẽ mèo qua mèo. Chị ngờ nghĩ sao vậy? Chọn em vô đường đỏ nè. Đỏ mèo đường xanh. Bây giờ là lúc bắt đầu xây dựng trường học. Ồ, cái gì vậy? Đâu? Cái trường của tôi đâu rồi? Cái trường đâu? Ủa cái gì đây? Chạy qua mèo cái. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao có công viên ở đây vậy? Ủa sao mày có cây gì vậy? Ai biết cây cờ lê để dọn rác hay gì vậy? Ờ, mẹ cũng có cái cây dọn rác. Cờ lê là để sửa xe. Vậy là hình như chúng ta phải xây dựng cái trường từ khi cái trường chưa có luôn á. Cái gì vậy? Rồi xong, vậy là chúng ta cùng nhau xây dựng nào. Cái này là cái gì đây? Ủa, đây là cái cây gấp rác có giá 1.000 đô. Cái gì mà mắc như trâu vậy? Vậy là vừa vô mình sẽ có cái một cây gấp rác bằng gỗ và sau đó chúng ta sẽ xây dựng trường học lên ở đây. Đó, mình phải có tiền mình mới xây dựng trường học được nên á bây giờ mình sẽ làm hệ thống kiếm tiền. Đây. Hệ thống kiếm tiền. Đó, mày thấy không mẹ không? Thấy. Rồi, hệ thống kiếm tiền này phải được nâng cấp nhưng mà chúng ta để coi chúng ta có cái này level 1 nè, 300 đồng là mình mới mua được. Và mỗi cái cái có giá là 6.000 đô. Trời ơi, mình phải kiếm thiệt nhiều tiền để mình xây dựng cả cái trường luôn á. Ủa tiền gì mà để kiếm ta? Cái việc đầu tiên đi kiếm tiền á, ra ngoài công viên có rác không? Lượm rác bán kiếm tiền mèo. Ủa, đúng rồi. Việc xây dựng trường học đầu tiên là mình phải bắt đầu từ cái nền văn minh là phải đi nhặt rác bán mèo ơi. Đây, cái thùng bán lụm đặt đầy có tiền liền rác kia. Đây, cái này á là mình á giả lập xây trường học mà giờ nó thành giả lập lụm rác. Rác của tôi, rác của tôi, mèo là rác. Nè, đây có giò chuối nè. Đâu, chị Panda chỉ đi chị Panda. Nè, là người kia. Tôi. Ôi, mèo có 500 đồng rồi mèo. Né nè. Tôi. Ôi, mèo 500 đồng rồi. Gì ghê vậy? Không giấy mèo ơi, mèo không giấy. Rồi. Mày phải nhanh lên. Mày phải lụm rác nước mèo. Sao mày có nhiều rác quá vậy? Lụm chị Panda. Ôi, mèo là cái đống rác bự nhất Việt Nam. Xin lỗi ông nha. Ở đây chỉ có tôi là bự nhất thôi cho nên chị Panda chị lụm rác cho mèo nữa hả chị? Mèo được 1.000 tiền là mình mới có 300 đồng vậy. Ôi, chị nói gần cuộc sống của cưng á, một không chọi hai, không chọi lời ai đâu. Bây giờ em sẽ đi tìm cái ổ rác chị Panda ơi. Đây rồi, cuối cùng mình cũng tìm thấy một cái giữa rác bự nhất Việt Nam. Nè, mèo con nè. Mèo. Nhà tôi có rác rồi nè. Nè, đây rác của tôi. Đây là chơm của tôi như vậy nè. Cái này là của chơm mà, hút ơi. Đừng ơi, đừng có chơm của em nè. Chị Panda đang dòm đống rác bự nhất Việt Nam rồi chị Panda. Wow, cái này bự ghê luôn. Cái đó là mèo á, mèo ơi. Trị như thế trời ơi chị em thấy là nói rác là chỉ đặt là vàng hả chị Panda, tất rác tất vàng. Trời ơi rác như cưng vậy chị cũng khoái mà chị nghe đó ơi. Thường thường người ta nói là học dốt á mới đi lụm rác mà sao giờ mình chưa mở trường học mình đi lụm rác rồi mọi người. Thì mình lụm rác có tiền đi học đó hương. Thôi bây giờ mình lụm xong đi mình sẽ có tiền mình đi học chị Panda. Đầu tiên là mình sẽ đi lụm rác rồi bây giờ về nâng cấp trường học không nói nhiều nữa. Đây nâng cấp lên level 2.000 tiền. Level 1 300 đồng. Đây từ nó sẽ sản xuất vàng ra đúng không? À đừng có trèo lên cái đó đứng. Rồi, ơi, lại đây là hút được tiền nè. Em cứ trèo lên cái đó. Hút được tiền, từ từ, cái này biết rác giá 10.000 tiền. Cái máy này
rồi mua luôn. Ủa, cái máy này nó sẽ nó rớt ơi nó rớt ra rồi kìa, cái máy hoạt động rồi, không cần phải lượm rác, không có tiền. Ủa cái nào hả? Nè nè, tôi nâng cấp mấy cái máy này nè, bây giờ nó sẽ rớt ra sắt và nó rớt ra than, nó còn rớt ra được redstone nữa. Wow, bây giờ mẹ ơi, tôi nên đi lượm rác. Cái máy rất dạng, giá 1.000 tiền tôi mua luôn rồi mèo. Cái nào? Nè mấy cái máy này nè, rớt ra vàng nè mèo. Ồ, vậy á hả? Cục vàng nó chạy vậy. Đưa lại cho em. Chết rồi, cục vàng chạy là sao có tiền được. Ôi, no. Đây, cục vàng chạy là cục vàng chạy rồi. Cứ mua cây lượm rác đi rồi đi nhặt rác vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ mua một cái cây lượm rác, giá 1.000 đồng mình ra mình sẽ lượm rác. Đây, rác. Chị Bánh Nga ơi, chị đứng ở đây chị dặm tôi này có rác không? Rồi, cái đống rác bên này mèo lượm hết rồi. Có đâu. Chặt cục leo leo này nè, chị Bánh Nga có rác. Rồi, hồi nãy có đống rác to khổng lồ mà mèo đã lượm nè. Bây giờ sẽ đi tìm cái đống rác to khổng lồ tiếp theo nha. Rồi, chị đứng chị dặm đi, em mới nhảy ra về. Mèo còn rác không mèo? Chị Bánh Nga mới đang dặm để lấy tiền cho tôi á. Trời ơi, về chơi khôn vậy? Chứ sao? Em có người phụ nè. Rồi, một mình chắc hai người luôn mấy bạn ơi. Mình sẽ chơi một lần chắc hai người luôn nha. Bởi quá à. Cái gì vậy? Chị Bánh Nga dặm em không lấy được tiền là phải rồi. Im lặng đi chị Bánh Nga. Cái gì vậy? Hay không tìm được thấy cái gì vậy? Dạ vậy? Không có tiền giấu tôi đúng không? Được rồi, tôi sẽ đi đánh cái máy này của tôi lên mà tôi sao không chạy với hai người đâu. Cái gì mà 9.500 tiền mắc vậy? Mà có ở đâu chị Bánh Nga? 13.000 tiền rồi. Wow. Ủa sao có tiền nhiều vậy? Rồi xong, em sẽ nâng cấp cái này lên nè chị Bánh Nga. Chị sẽ nâng cấp cái máy rất chị đi rành nha mèo. Nâng cấp hai cục vàng luôn. Trời ơi. Ê, qua đây học hỏi. Mèo ơi, chị đã sắp nhập được mấy cái sắp nhập trường của tôi. Chị Bánh Nga, trời ơi, dành đi chị Bánh Nga, có gì chị qua chị nói em. Ôi, cái gì vậy? Mẹ mở được cái tường rồi hả? Cái gì đâu? Lên lên lên. Mình phải về mình làm nhanh lên mấy bạn ơi, chứ sao mình thấy mấy cái trò này mèo giỏi xây tường quá ta. Ủa gì ta? Về đây. Chị Bánh Nga, chị Bánh Nga giờ em nè. Lên lên trước. Tôi đã có cái tường rồi. Vậy hả? Qua đây coi nè. Qua đây coi. Wow. Trời ơi, trường mình sắp có học sinh tới học rồi đó nha. Trường của tôi sẽ có học sinh tới trước nha. Hết hết, quay đây dòm nè hết, coi mình được bao nhiêu bức tường nha, được hết. Rồi, mèo nhanh quá vậy. À, được rồi, tôi về tôi xây tường liền nè. Nhanh lên mấy bạn ơi. Xây liền quá. Mình phải nhanh lên nữa. Ừ, tôi nghe có thấy đu đòi theo mình kìa. Bây giờ mình sẽ xây cái tường bên ngoài. Xây cái tường bên ngoài. Xây lên nè. Ôi, trời nhỏ xíu. Cái gì vậy? Chị qua đây sao chị nói nhiều quá chị Bánh Nga. Tường ta xây được nguyên cái mặt dựng cho bá này luôn. Em không tiền xây nè, mặt dựng cho bá một em không biết xây vậy. Đây, giờ ôi sao mình còn không đồng vậy? Ở bên có ba mặt dựng rồi kìa mèo. Vậy hả? Cái gì vậy? Trời ơi, mèo xây xong cái tường luôn rồi hả? Ba mặt dựng vậy? No. Có ra ba gì mà bà Bánh Nga bánh ông xây tới ba mặt dựng? Ba mặt rồi, được ba mặt rồi mình mới có hai mặt hả? Mèo né ra, tường của tôi. Đâu? Mình nói sao? Của tôi. Sao bên này được ba mặt nhanh vậy? Bả. Nè, tôi xây một cái nữa nè. Đây, bốn mặt rồi. Trời ơi, mèo. Ủa, chị Bánh Nga sao không xây gì lẹ quá vậy? Tôi bốn mặt rồi nè, mèo bao nhiêu mặt đây? Hôm qua tôi kiểm tra, mà trong lúc qua tôi sẽ lượm rác bảo vệ môi trường. Đó, như vậy nó mới hợp lý nha mọi người gặp rác là phải vứt bỏ vô thùng rác nha. Như là gặp chị Bánh Nga là bỏ bao vô thùng rác luôn. Chị cắn cưng. Rồi, xong chị Bánh Nga ngồi đây đi chị Bánh Nga. Em sẽ mở cái tường đầu tiên ở đây. Cái làng này sẽ có môi trường đầu tiên. Ai mà chọn mình thì nhấn số 1, ai mà chọn mèo thì nhấn số 2 nha mọi người. Còn bạn nào thích video này thì nhớ nhấn like nha. Còn không nhấn like anh bắt vô trường, anh bỏ vô chung trường với chị Bánh Nga đó. Thôi, trường chị nào khoái nữa. Rồi, bây giờ chị Bánh Nga chị nhìn nè, em xây cái tù tới. Nhầm, xây cái tường. Nè, cái em lên lộn cái xe lên mấy cái đường lên cầu hang này. Ôi, em lên lầu rồi nè. Nhà bé nước có lầu rồi kìa mẹ. Ôi, liêu có lầu rồi. Trời ơi, cưng tích cực đi lượm đầm rác nhìn chị. Em sao rồi, mèo sao rồi? Mà sao chị Bánh Nga chị đầm rác mà em không có được gì hả? Thiệt bà ơi, chị chỉ là một người sinh học sinh thôi. Chị chỉ là người đứng chính giữa chị Bánh Nga ơi. Chị chỉ là một bé học sinh tu tay ơi. Nè. Rác của chị Bánh Nga. Đúng rồi. Tích cực á là lượm rác bảo vệ môi trường, tôi mới có được môi trường bự chứ. Ê, cái này chị Bánh Nga bên đội tôi chỉ tốn tiền ăn thôi chứ không có làm được ăn đây, gì hết. Đây, mình sẽ nâng cấp cái máy đất sắt ra lên level mới với bạn. Đây. Có là cái nào? Đáng Bánh Nga được không? Bánh Nga nghèo. Bánh Nga không biết ăn chứ có làm gì hết. Đâu, rác của tôi hả? Chị Bánh Nga, chị Bánh Nga, chị đánh cái người nào mà chị thấy chị Bánh Nga ơi. Ờ, đánh hả? Chị quánh em đây vậy, em nhiều quá bảo vệ vô quánh chị vậy Bánh Nga nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao chị đâu quánh em vậy chị Bánh Nga? Rồi, nâng cấp cái máy rớt ra than nè, đây. Từ từ, nâng cấp cái máy thu tiền đi. Cái máy thu tiền nó mới đáng giá. Đây, ôi, nâng cấp cái máy này vô nó hút tiền nhanh hơn nữa nè. Vậy hả? Nó hút nhanh lắm. Vô gom một cái.
8.000 tiền liền luôn. Xịn dữ. Rồi từ từ, mình sẽ nâng cấp mắt cái này luôn mấy bạn ơi. Sao bên đây đủ thứ hết nè. Vậy chị bên đây chị nghe nó coi. Nghe nè. Đây, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái máy này 12.000 tiền. Cái đá đỏ mắc tiền nhất nè. Chị đừng lo, chị đừng lo. Em sắp xong rồi, chị đừng lo. Đây, chị tính qua bển nâng cấp cho tôi đâu. Nâng cấp cái máy này lên nè. Cái đá đỏ. Ủa sao cái này nó ngưng luôn rồi? Rồi máy hư rồi, rồi máy cháy rồi, trời ơi mừng. Ôi cái máy mình bị cháy rồi, đây, đây, nó hoạt động rồi. Sao cái này mới nâng cấp nó cháy máy rồi? Máy cháy rồi bạn ơi. Chị bên đây chị qua đây chị phá máy của em không? Chị phá máy của em. Bánh bà đi mấy bạn ơi, chị Bình Đa chơi dơ quá, bà phá máy nhà mình. Chơi không lại rồi, đi đánh ta thì chị Bình Đa. Rồi, bởi vậy chơi kì. Mèo nhìn nè, tôi sẽ nâng cấp phòng học lên. Anh chém thoải mái đi. Anh chém. Oh no, nhìn nè. Vậy dạ. Oh my god, tôi đã có phòng học rồi nè theo. Xuống quá vậy ta. Đây, dạ 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 dạ. Đây cái máy đắp sắt nè, khoan, nâng cấp cái máy đắp sắt lên. Ê, có phòng học rồi thì cưng muốn con giáo lại chị đi. Rồi, tôi qua kiểm tra mèo, cái mèo đã xây tới đâu rồi nãy giờ. Tôi không có gì nè, đừng qua. Đâu, mèo có gì đâu rồi, cho tôi coi thử coi. Mèo đó. Ủa, sao nhà mèo nghèo quá vậy? Nghèo mà, lương nghèo vậy, thu tiền cho mèo nè. Đó, chị còn có lấy tiền ta nữa. Thu tiền, ủa sao mèo nghèo vậy ta? Đây, đây, mèo em có 8.000 tiền. Ê, ở đâu ra dữ vậy? Có tiền đâu. Trời, tôi về nhà làm nhắn với mèo em có 8.000 tiền luôn. Thôi, mèo xây nhà quá trời kìa. Tiền bạc đâu ra? Mèo, chờ tôi giới, chờ tôi giới. Bây giờ mình phải làm nhanh lên. Chị nói cưng có biết không, khinh thường chủ tịch và cái kết đó hết. Rồi em đã nâng cấp hết luôn rồi nè chị Panda, chị nói nhiều nữa đi. Không, khinh thường chủ tịch. Em mới là chủ tịch nè, chị nhìn nè, bây giờ em đã có phòng học rồi. Ê đây chị về chị dạy cho. Chị về chị dạy cưng luôn rồi chị Panda. Bon 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 bon, tới giờ đi học rồi nè chị Panda nhìn nè. Em sẽ làm một cái sân chơi. Ôi, ở đây có sân chơi thể thao nè. Nâng cấp sân chơi thể thao giá 65.000 đô. Ủa có tiền rồi. 65.000 đô. Không có được, không có được. Ở đây có cái cờ 65.000 đô, có cái hàng rào 65.000 đô. Trời ơi, cái gì cũng 65.000 đô hết á. Cái 65.000 đô là 1 tỷ mấy á mọi người ơi. Trời ơi, cái hàng rào không giá 1 tỷ đâu. Ừ, đúng rồi, cái trường mà xây với giá 1 tỷ là cũng được đó. Trời ơi, đúng giá, đây, đúng bây giờ nâng cấp cái lầu đi. Nâng cấp cái lầu đi. Đây, cái lầu giá có 18.000 đô nè nó. Ôi, cái này nâng cấp lên coi một cái máy kiếm tiền nữa nè mèo. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi, xong tôi là người nâng cấp đầu tiên nha. Cái máy này 225.000 đô. Oh my god. 225.000 đô. Mình nâng cấp một cái là mình không còn cái quần mình bận luôn á. Ừ đúng rồi. Tôi sẽ đi kiếm tiền. Nè, ôi sao cái cục vàng của tôi nó rớt ra ngoài vậy ta? Mắc như trâu luôn. Cái này là bởi vậy. Ủa cái chân nó bằng vàng, tôi tưởng là cái cục vàng nó rớt ra ngoài á. Cái gì vậy? Tôi có 19.000 đô rồi nè. Đó thấy chưa? 23.000 đô. Đây từ từ 23.000 đô mình sẽ đi nâng cấp cái này đi. Đầu tiên là mình hay nâng cấp được cái này nè. Nâng cấp gì hết? Cái này mắc như vậy. Ủa sao giờ không thấy rác nữa ta? Sao mắc như vậy? Có rác ở ngoài á mèo ơi. Vậy bức tường giá nhiều, bức tường này giá 150.000. Trời. Cái này, hả? Cái gì cũng là từ giá 100.000 đó. Rồi, vậy là phải đi nâng cấp cái xanh nè mọi người. Càng lên trên nó càng mắc đó. Càng lên trên nó càng mắc hả? Đúng rồi, phải nâng cấp cái cây hút rác á. Cây hút rác càng mắc thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền á. Vậy hả? Đúng rồi. Ô là trời, ok ok. Rồi, xong cái cây hút rác bằng vàng nè. Ôi, bạn có cây bằng vàng rồi kìa mèo, cưng mua cây cưng 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 rồi. Đập, 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 đập. Nhiều đó quên rồi. Cái cây bằng vàng giá 10.000 tiền mèo ơi. Trời ơi để rè lên kim cương luôn mèo ơi, khỏi mất công tốn 10.000. Kim cương giá 100.000 tiền á, mèo có tiền mèo cứ lên. Mèo có tiền không? Mình không có tiền chị Bánh Đa ơi. Kệ mình không có tiền nhưng mà mình phải thể hiện, hiểu không? Trời ơi mèo cái tường chưa có được cái lầu nữa kìa. Bậy à. Lên lầu luôn rồi hả? Cái lầu cái xíu à. Từ từ tôi biết có chỗ không? Thôi tôi được cái vô. Đây 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 đây, hốt bên này nè, chắc mèo không biết hốt rồi. Mẹ hốt sau nhà nè. Ây da, trời mẹ quýnh tôi luôn hả? Giờ cũng của tàu vậy. Giá quýnh tôi luôn. Được, được. Tôi rác nhà đi lấy đi. Giá quýnh tôi vậy, sao mẹ đi ra mẹ lấy rác ở sân nhà tôi. Tôi có lấy đâu. Được rồi nha, để tôi đi kiếm cái hố rác khác nha. Mẹ đừng có lệnh lại đây mà bắt trước tôi trên hố rác của tôi đi à. Mẹ qua đây chờ cái xích đu. Ê cái lầu này sao mà mắc như trâu vậy. Từ từ đi, nâng cấp lên một hồi là có liền. Tôi đây là tôi có 40.000 đô rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm thiệt nhiều tiền rồi nâng cấp cho nó đã nha mọi người. Nãy giờ tôi qua cũng lâu rồi đó. Và bây giờ á mình có tới 127.000 tiền rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình cũng thu cái này một cái nữa thôi là chúng ta sẽ có được 150.000 tiền luôn. Thu thử 160.000 luôn nè. Rồi tôi sẽ đi nâng cấp mọi thứ tới này luôn. Đầu tiên á là mình sẽ nâng cấp cái la bích nè, cái này là ngọc Lily nè, nâng cấp một cái. Đó các bạn thấy không? Và chúng ta sẽ nâng cấp một cái cục này 300.000 tiền ha. 30.000 nhầm. Và mình sẽ nâng cấp cái này là 50.000 tiền nữa. Đó, cục kim cương. Quá. Cuối cùng là nó được rai 120.000 tiền. Rồi 120.000 thì mình chưa có mọi người ơi. Nhưng mà ấy 325.000 tiền mình chưa có luôn. Vậy mình có được cái này nè. Rồi 250.000 tiền, cái này mắc dữ vậy. Mắc như trâu luôn ha. Mắc thiệt luôn á. Nhưng mà được cái là mấy cái cục này bây giờ nó rớt ra rồi nè.
một tí nữa là mình sẽ phát hiện bao nhiêu tiền luôn. Từ từ nha, mình chạy xuống đây mình nhấn thử một nút coi mình có bao nhiêu tiền trên một cái nhấn này nha mọi người. Đây, bao nhiêu tiền? Nhấn một cái, trời ơi, một lần nhấn cái tôi là 70 mấy ngàn tiền luôn. Ủa đảo quá vậy. Rồi, vậy là ra nâng cấp cái sân thôi, cần gì phải chờ nâng cấp mấy cái kia mọi người. Nâng cấp cái này có 60 mấy ngàn tiền thôi. Nhưng mà được cái là mình sẽ có được cái bàn bóng bàn cho mấy em học sinh chơi nè. Ủa, chừng nào có đón học sinh vô ta? Trời, mình phải xây xong trường mình mới đón được chứ. Coi trường em ở cửa trước, ai là trường mở cửa trước là người đó thắng đó mèo. Ok. Rồi, bây giờ cái này 65 ngàn. Rồi, mình trả giùm Thu một cái là mình sẽ có tiền liền luôn nè. Thu cái máy chế tạo cái 40 mấy ngàn tiền luôn. Thay nhanh chứ sao không? Đây, lấy cái cây này, lấy. Ủa, cái cây của mình hư rồi, mình không lấy được nữa. Rồi, luôn muốn lấy được cái cây gấp bằng kim cương thì mình phải tốn 100 ngàn tiền lên. Bây giờ mình phải đi nâng cấp vòng thôi, 65 ngàn tiền nè. Tiền rồi, hút ơi. Đây, từ từ mèo ơi, tôi nâng cấp cái này nhanh lắm nè. Hai tụi có gì hút, hai tụi có gì kéo nguyên một cái hàng rào luôn. Dạ, cái tôi có nhiêu tiền kìa. Ủa mèo 250 tiền như vậy? 260 ngàn tiền vậy mèo? Ủa gì vậy? Mèo nâng cấp dữ vậy mèo? Ủa sao tôi 200 ngàn tiền tôi mới? Mèo mới nâng cấp vô cái cục kim cương rồi đúng không? Không, tôi nâng cấp vô cục hát điện thạch rồi sao không ra? Trời ơi, cái đó không phải hát điện thạch, đó là netherite đó mèo. Tôi nâng cấp vô cục netherite mà không ra kìa. Đâu, có thử coi. Đâu, mèo nó phải nâng cấp vô cục netherite đó mèo. Tôi nâng cấp vô cục cuối cùng. Mèo nâng cấp vô cái bảng này nó chạy nhanh hơn nè, nó rớt ra nó chạy nhanh lắm. Chắc không? Chắc. Rồi xong nè, nó rớt nó chạy nhanh rồi, ủa nó chạy. Nó chạy lên tiền nhanh lắm luôn á. Ôi, mẹ nâng cấp một cái 200 ngàn tiền, bây giờ mẹ có 117 ngàn luôn. Tôi nâng cấp cái gì mà 200 ngàn? Cái gì mà nghèo nhiều tiền vậy? Không biết, tôi nâng cấp cái gì 200 ngàn. Tôi về chúng nâng cấp lên cái đó mới được. Cái đây, cục tiền 100 ngàn tiền. Nhanh lên. Đây, cái cục này 100, 200 ngàn tiền. Cái đây. Cục đúng cái đó rồi, đó. Cái này là cái bàn này nó nhanh hơn nè, 225 ngàn tiền. Là nó cho chạy nhanh hơn cái hả? Là nó chạy cực kỳ nhanh luôn, còn cái con cái cục của mình nó chạy kìa. Nó chạy chậm như là rùa vậy đó. Rồi vậy, con phải nên đi nhặt rác đi. Thôi, em mất cái cây nhặt rác rồi chị Bình Đà. Mới đi thôi. Ôi, cái em nhặt rác kim cương giỡn lắm, em hạ chờ có tiền xong cái em nhặt rác cho nó nhanh. Mèo có tiền là nhờ nhặt rác đó. Nè, không phải tôi đang nâng cấp kim cương hả? Tôi là 100 ngàn tiền rồi nè, giờ mình chỉ cần chờ thêm có 100 ngàn tiền thôi là mình nâng cấp được rồi đúng không? Tao đứng đó chờ thật Linh ơi. Nhìn vào chứ nhanh lắm mèo ơi, chờ xíu là có. Đây hết, tôi chỉ ông cách nhặt rác nhanh này hết. Nào, nhảy lên đặt cái à. Rồi, tôi nhảy lên tôi đặt cái này, tôi đặt bằng tay không này, coi khổ ghê không? Trời ơi, đặt bằng cây kim cương của tôi, nãy giờ tôi nhặt cái tôi giàu luôn hết. Rồi, mèo nhặt rác bằng cây kim cương nhanh như vậy. Nè thấy không, vậy tôi nhảy lên đặt một phát một mà. Ra đây coi nè. Ôi, cái gì dữ vậy? Đâu? Đây, tôi mới mua cây này tốn 100 ngàn tiền nè. Đâu? Đó. Đúng rồi, những cái này á thì đặt nhanh hơn thiệt. Nhưng mà rác đâu mà đặt hết? Ủa dạ, cái này cầm đi đặt mèo á chứ đặt ai? Rồi, ta đi kiếm rác rồi. Ngoài này có còn mấy rác à? Giờ dành nhau rác nữa chứ, coi băng sủ không? Từ từ đi mèo. Ôi, 200 ngàn tiền nữa rồi, mèo nhanh vậy? Đúng là rác không có giá của rác hết rồi. Ai dọn dẹp hết, dọn phụ tôi cái này hết rồi. Cái nào? Nó có rồi, đây có. Đâu? Nó cái gì nè? Ôi, mèo nâng cấp được cái tường luôn kìa. No. Hồi nãy mình nhanh hơn mèo mà. Bây giờ mèo nhanh hơn mình rồi. Ủa ngó, cái gì hết hổn rồi nè. Trời, 100 tiền nè. Biết vậy nãy tôi định mua cây kim cương là giờ tôi nâng cấp được cái máy của tôi rồi. Cái này có 150 ngàn rồi, nhưng mà mình muốn nâng cấp cái này hơn. Cái này nó xịn hơn. Cái này tới gì? 1.200.000. Trời ơi, cái gì mắc gì đâu vậy? Cái này có 120 mấy ngàn hả? Tôi có được netherite luôn rồi. Ủa, đã vậy? Không, netherite cũng được rồi. Bây giờ mình chờ nâng cấp cái này nữa thôi là được rồi. Nhanh lên, bây giờ phải xuống dưới lượm thiệt là nhiều rác luôn. Đâu rồi? À, rác này. Tưởng gì rác quay quay lại là có hết. Đặt rác. Sắp vào rồi. Ai nhìn nè, tôi đã có 644 ngàn tiền. Tôi mà thu thêm cái nữa 800 ngàn tiền. Đó, bây giờ tôi đã thành một đại gia thật sự luôn á. Nè, nhìn nè, 225 ngàn tiền đúng không? Gì? 225 ngàn. Biết đếm không vậy? Tỷ số không biết đếm trời. Tôi thu luôn rồi, tôi khỏi đếm nữa. Mắc công cái mỏ tôi đang bị đau, đau răng khôn mọi người. Thông cảm đi. Nhưng mà bây giờ tôi còn 600 ngàn tiền nè, cái này như 400. Rồi, từ từ tôi sẽ nâng cấp cái này trước nè. Đây nè, hai ô nè, hai ô luôn. Nâng cấp lên hết rồi, cái gì? Hết tiền nè hả? Ê, sao nhanh vậy? Tiền rồi, quê. Quê vậy? Từ từ, dù gì mấy cái này nó cũng đang chạy rất là nhanh đúng không? Đây, thu tiền một cái nữa là tôi lấy hết tiền luôn. Mệt quá. Trời, nó chạy quá lẹ luôn. Đó, 200 ngàn tiền lại nè. Giỡn mặt với tôi nè mèo, nhanh nè. Đây, 300 ngàn tiền mới thu được cái đó. Mình sẽ xây một cái tường. Đây, xây cái tường lên. Rồi, còn cái này ở dưới còn cái gì cần mua? Đây, 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 có cái này nè, 60 ngàn tiền đúng không? Mua một cái cờ liền, có cái cờ màu đỏ liền nha. Mày có cái cờ chưa? Mèo ơi, không có gì trơn. Alo, alo, mèo ơi, có cờ chưa mèo? Không biết nữa, qua coi ơi, chứ có gì đâu. Tôi đang đâu? Bận biểu lắm. Qua nghĩa thử cái nhà, mày coi mày có cái cờ chứ. Chứ nhà thuộc cái gì mà rác, cái đống vậy? Cái đống bởi vì nó phải tiền nhiều lắm đó. Sao mèo toàn đi gom rác không gì mèo? Tôi đang cầm cụi làm ăn. Rồi xong mèo á, chị giỏi gom rác chứ mèo nó có giỏi vậy không? Bà, đây, tôi coi thử cái sân gom rác thôi, chứ có làm được gì đâu. Đây, có luôn cái sân bóng rổ, có cờ này đủ. No. Cái gì vậy? Vậy mà mèo đó mèo chưa có. Tôi chỉ giỏi đi gom rác thôi. Đây, tôi về tôi nâng cấp lên cái là cái tường tôi lên tầng 3 luôn á. Ủa sao lần nào người ta qua đường em ta cũng bỡ ngỡ đi về chưa ta ha? Bởi vậy mới nói quê thiệt luôn á. Qua những cái quê ngang luôn mọi người.
tính ra qua đừng ơi, khi dễ đừng cười nữa chứ gì. Đấy, tính chơi trò cười người hôm trước sao á chị Bình ta. Phải có 300 ngàn tiền nè. Rồi cái gì mà nhanh vậy, vừa mới đây là 300 ngàn rồi. Tại vì tôi chỉ có biết đi kiếm tiền thôi. Tôi không biết xài rác đâu mà trong trường học của em nhiều chị Bình ta xả đúng không? Tại vì người dơ, tự nghĩ sao chị mà có rác. Trong trường của em là cái trường sạch nhất khu này mà làm sao mà có rác được. Sạch đó là tương đó là chị ơi. Đây, thu tiền. Nhanh lên, mình lần này là mình sẽ nâng cấp một cái là cái này nè mấy bạn. 300 ngàn tiền nâng cấp một cái nữa là được. Đây, nghe The Rise X2 hết rồi nè mèo. Có đây. Cái gì? Mời qua trường tôi ăn tân gia hết rồi. Không, tôi á nâng cấp sắp xong trường tôi, tôi không qua trường mèo đâu. Mời qua trường ăn tân trường của tôi nè. Đâu, trường mèo sao? Trường tôi sắp xong hết rồi đó. Đây. Ê, cái đống rác á. Ê, tôi có thấy cái gì vậy? Tôi thấy cái gì vậy? Thấy gì đâu? Tôi thấy một đống rác thiệt bự luôn. Làm gì à, có? Mèo cách nào mà có đống rác thiệt bự vậy mèo? Thì tôi là đống rác bự nhất ở đây, coi nè, dậm lên cái. Trời, 1 triệu đâu? 1 triệu. Tôi cũng nâng cấp được vậy mèo. Trời đó, tôi cũng nâng cấp được vậy. Hết ơi, lỡ rồi bên đây chơi luôn đi. Hết ơi, về làm gì? Nâng cấp cái trường lên 300 ngàn tiền nè. Tôi cũng có vậy. Trời ơi, trời ơi, coi là trời ơi, trời ơi. Rồi, em mà chạy về là em nâng cấp xong nãy giờ chứ. Sao, sao mà sao? Rồi kìa, rồi luôn. Còn một cái cuối cùng nữa, 175 ngàn tiền. Nè, lại đây xuống nhánh cái là nâng cấp xong rồi. Ở đây chơi là học sinh nè. 175 ngàn tiền mà bây giờ mình không đủ tiền nâng cấp cái cuối cùng mọi người ơi. Cái chừng màu đỏ của tôi chưa có xong mọi người. Qua đây rồi xong luôn. Mèo á, nãy mình thấy mày có đống rác to quá, hèn gì mèo nâng cấp xong rồi. Rồi tôi là đống rác bự nhất ở đây. À, thắc hẹn rồi chị Panda GMC. Chị Panda giúp mèo đúng không? Không có, chị không có làm gì được trong ngày hết á. Rồi xong, đáng lẽ là mình xây trường xong rồi. Nãy tôi ra thấy một đống rác to trước cửa trường của tôi. Bây giờ đó, giờ tôi mới đủ nâng cấp xong nè. Giờ tôi nâng cấp một cái nữa là được rồi. Nâng cấp. Yeah, cuối cùng tôi cũng thắng. Yeah, thắng gì? Comment mình là người thắng nhất đúng mọi người. Thắng nhỉ? Comment cho mình nha. Mọi người comment cho mình nha. Còn bây giờ mình sẽ dùng cái cây này mình phạt được chị Bánh Đá được. Như vậy? Điểm chị Bánh Đá được rồi. No. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.